Tại vì tôi khơi tôi nghèo lắm, trong lương tâm tôi cắn rất dữ lắm. Tôi mới thằng với chị nó với anh á, giờ em con nó vậy rồi mẹ không có tiền, giờ tụi con nó ráng phụ cho mẹ. Giờ tụi nó mới gom góp á, rồi nó nói thôi con phụ mẹ, mẹ đi ra mẹ làm đám cưới cho em đi. Giờ sự thật là trong tôi không có làm đám cưới cho con dâu của tôi, cho nên tôi cũng buồn lắm. Cho nên tôi ao ước là cũng như là được làm đám cưới con dâu của tôi á. Nãy nó làm nó bẩn áo nè, tôi nói chụp vợ con tôi cũng như tấm hình vậy đó, cô dâu vậy đó. Tại con tôi không có được dứt dâu vậy, ở nhà là 5 năm nay vậy đó. Thật sự tôi thương dữ lắm, tôi dạ. Tội cho con dữ lắm. Hôm nay mặc áo cô dâu đầu tiên hả con em hả? Em cảm giác thế nào? Thấy lạ. Thấy tội nghiệp quá à. Bây giờ tổ chức đám cưới cũng đâu có nhiêu đâu. Thôi mà ngại lắm. Bây giờ tổ chức chương trình tổ chức đám cưới cho nè. Được không? Anh tài trợ nè. Wow, nhận liền chị. Tôi tên Bùi Thị Út, 58 tuổi. Tôi ở ấp Lý Hòa Hiệp, xã Lý Nhơn. Ở nhà tôi làm nội trợ giữ hai đứa cháu. Cô xã đó là đâu cô? Cần Giờ, Duyên Hải á. À. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, tôi tên là Nguyễn Thị Thúy Nga, năm nay 24 tuổi, là công nhân, được làm dâu mẹ được 5-6 năm rồi chị. Hả? À. Tức là lấy chồng lúc 18 tuổi. Mình có mấy bé rồi chị? Em nay em sinh được hai bé rồi chị. Dạ, bé lớn 5 tuổi, bé nhỏ 3 tuổi. À. Bé lớn nhất là nhiêu? 24 tuổi. 24. Lấy vợ cho con sớm quá vậy? Nó đi làm chung rồi, nó cũng như nó cũng có ý chỉ, nó quen nhau á. Giờ nó dắt về nhà thì tôi cũng không nghĩ là con dâu của tôi. Tại vì tôi nghèo lắm, trong lương tâm tôi cắn rất dữ lắm. Tôi mới thằng với chị nó với anh á, giờ em con nó vậy rồi mẹ không có tiền, giờ tụi con nó ráng phụ cho mẹ. Giờ tụi nó mới gom góp á, rồi nó nói thôi con phụ mẹ, mẹ đi ra mẹ làm đám cưới cho em đi. Giờ sự thật là trong tôi không có làm đám cưới cho con dâu của tôi, cho nên tôi cũng buồn lắm. Cho nên tôi ao ước là cũng như là được làm đám cưới con dâu của tôi á. Nãy nó làm nó bẩn áo nè, tôi nói chụp vợ con tôi cũng như tấm hình vậy đó, cô dâu vậy đó. Tại con tôi không có được dứt dâu vậy, ở nhà là 5 năm nay vậy đó. Thật sự tôi thương dữ lắm, tôi dạ. Tội cho con dữ lắm. Hôm nay mặc áo cô dâu đầu tiên hả con em hả? Em cảm giác thế nào? Thấy lạ. Thấy tội nghiệp quá à. Buổi hiện đại rồi, nhiều người ta có 2-3 đứa con, ta mới làm đám cưới luôn á. Hai vợ chồng tôi cố gắng làm thành công chút xíu cái mình sau này mình chuẩn bị làm cái đám cưới khá khá chút được không? Dạ. Em mong ngày đó không? Có. Nha. Nhưng anh nghĩ là ngày đó sẽ tới sớm á. Ở dưới quê á, người ta cũng như làm cái kiểu đó, người ta cười, người ta nói như hai ba đứa con mà làm đám cưới quê lắm đó. Ồ, dưới quê một vài người thôi, giờ người ta hiện đại lắm rồi. Dạ. Người ta có con xong, thậm chí con lớn lên rồi, con sẽ cầm cái váy cho mẹ đó. Dạ. Chuyện đó bình thường cô. Nhưng mà có hai đứa con rồi hả? Dạ. Bây giờ tổ chức đám cưới cũng đâu có nhiêu đâu. Thôi mà ngại lắm. Bây giờ tổ chức chương trình tổ chức đám cưới cho nè. Được không? Anh tài trợ nè. Wow, nhận liền chị. Đó, đơn giản thôi mà. Nha. Đâu, chú tài trợ gì chú nói luôn nè. Thì giờ muốn đám cưới đâu nè. Em giờ em nói với chồng em đi, nó quỳ lên tài trợ. Đó. Dạ. Dạ rồi. Hay quá. Đây là cái lời mời đầu tiên trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, là hơn 100 cặp rồi. Chị phải nhận đi, nhiều khi đó là cái lộc của mình. Con nhận đi, chịu đi cho mẹ vui. Đó. Mẹ ao ước dữ lắm. Ao ước đó. Cho được con dâu mà được mặc áo cô dâu đồ là mừng. Chị cho em hỏi chút xíu nha, chị có nhớ cái ấn tượng đầu tiên khi chị gặp mẹ chồng của chị không? Dạ có. Lúc mà mới về nhà mẹ vui lắm. Mẹ nói nhiều lắm. Mẹ hỏi tùm lum tùm la tùm mua. Nói chung em thấy mẹ là lúc đầu mà về là thấy mẹ dễ tính, dễ gần. Rồi khi mà về làm dâu rồi là mình có gặp khó khăn gì mới ngày đầu không chị? Lúc mới về em ngại lắm, em không dám kêu mẹ, không dám kêu ba nữa. Con đi làm, nó không có nói mẹ rồi coi ba con đi làm. Cũng vài lần xong rồi cái em quen em kêu. Cô thấy con dâu mình làm dâu mình vừa lòng không? Vừa lòng. Nó nấu nướng gì tốt không? Nấu nướng thì con dâu tôi nó nấu sao tôi ăn vậy. Thí dụ như trong mình nó kho cá, mình bỏ chút xíu nước màu cho nó hơi đen đen. Còn ở ngoài ngoại á, là nó nói ngoài con á, nó về nó cũng kể, nó nói ngoài con kho nhiều khi kho không có nước màu hay là hoặc bỏ bột nghệ. Sự thật á là không bỏ nước màu với không bỏ bột nghệ là tôi ăn không được. Nhưng mà con tôi nó làm thì tôi cũng ăn luôn. Nhưng cô biết nấu ăn không? Tôi cũng dở lắm, tôi nấu ăn dở dữ lắm, tôi cũng không biết nấu nữa.
Vậy nên mới là nấu sao ăn vậy đó. Thì nấu sao ăn vậy đó, dở lắm, sự thật thì đâu có chê. Nó đi mần về mệt mỏi thì tôi ở nhà nhiều khi quần áo cơm nước rồi làm sẵn luôn. Rồi con về cái dọn cơm ăn sớm chích vậy mà mẹ vui dữ lắm. Chứ không có nói đợi con dâu dọn cơm cho mẹ ăn hay là đồ của mẹ con không giặt này, không không có. Chừng nào mẹ già mẹ làm không được rồi tụi con làm sao làm. Dạ. Đó, bây giờ thì để cho mẹ làm. Mình ở nhà hai mẹ con mình hợp nhất điểm nào chị? Sáng mẹ đi chợ về em làm đồ ăn nấu cơm vậy đó. Có khi tôi kêu tôi nói thôi con đi chợ đi con nha. Mẹ đi chợ sao ha tiền quá à, con đi đi đặng hà tiện tiền lên chút. Nói thôi mẹ mua gì ăn đấy. Chuyện ăn mặc rồi hai mẹ con có hợp nhau không? Ăn mặc thì cái ý của tôi là tôi phái con dâu tôi nó sửa sẵn lắm. Nó mà có tiền thì cứ sửa sẵn, còn mẹ sao kể mẹ. Đi ra đường ta nói con dâu bà đó đẹp ngon rồi là tôi hài lòng. Còn hồi đó nó có mua cho tôi là hai cái áo hồi xưa anh về là cũng đâu khoảng cũng năm vài năm. Mà sự thật là nó mua cái màu hơi sáng. Rồi cái tôi mặc vô nó kỳ kèo quá, nó gắn ba cái này nè. Tôi mặc tôi kỳ quá đi. Rồi cái tôi cho chị hai nó. Rồi từ đó tới sau không biết nó có buồn giận gì không. Bà con có buồn gì không, lát con nói cho mẹ nghe. Chứ giờ nó không có luôn. Nhưng mà con không thích cô nói với chị nghe không? Không, không nói luôn nữa. Rồi đi cho vậy hả? Ôi, đúng rồi, người ta vậy là theo tôi nghĩ là nói chắc con mua cho mẹ mà mẹ không bận thì cho chị gì. Buồn không em gái nè? Có, mua về mà mẹ không có bận. Ừ. Rồi xong cái em thấy mẹ không bận thôi em mua nữa. Rồi từ đó 5 năm nay không mua gì luôn. Thì đúng ra là Tết đó là cho tiền mẹ rồi mẹ tự mình muốn gì đó mẹ mua đi chứ con không mua nữa. Đúng ra phải tâm sự với mẹ. Hỏi ủa con mua cái áo đó rồi sao rồi mẹ. Thứ hai mẹ con không có nói chuyện gì nhau chứ hả? Mẹ không dám nói, con không dám nói luôn. Ủa sao vậy? Tôi không biết cái mạng tôi sao á, tôi con trai con gái con gì cũng vậy luôn. Nhiều khi tôi buồn, tôi nhiều khi tôi cũng có tính nói. Thí dụ như khoảng từng 2-3 tuần gì đó, cái tháng gì đó, đi mặn về cơm nước á, tôi canh bữa thứ bảy nó về đó là tôi trông dữ lắm. Nó về cái nó vô cái vợ chồng nó dọn ra nó ăn là tôi vui. Rồi cái lâu lâu vậy có bữa cái về cái nó sao tự nhiên cái nó không nói nhiệt giáo cái nó lủi dằn sao vậy đi tắm cái dọn vô nằm. Ha, hoặc nó bới tô nó ăn, chồng bới tô ăn. Là tôi biết buồn rồi. Suy nghĩ trong lương tâm tôi nói ủa sao mẹ đâu có làm gì đâu mà sao con buồn. Cũng như tôi nói trong bụng tôi vậy á. Tính kêu con dâu hỏi Nga sao mà mặt này trong bụng vậy Nga. Tính nói vậy đó mà không dám nói luôn. Giờ mới kêu thằng con trai hỏi. Thì cái nó là ai biết nó nè kệ nó đi. Vậy đó ít bữa hết. Giờ nghe lời con cái làm thinh luôn vậy. Vậy cái cũng thỉnh thoảng cái bữa hai bữa cái nó hết. Nó vui là tôi mừng. Em cũng sợ mẹ sao không dám nói chuyện với mẹ em. Nhà em ít nói lắm. Em nhiều khi muốn quan tâm mà em không dám nói. Rồi những lúc chị buồn chị chia sẻ với ai? Buồn một mình. Biết em mẹ nói mẹ ở nhà với con nhiều khi mẹ cưng con lắm. Về nhà thấy con nó quậy á, nó lì nói không nghe, bực bội lắm. Em với mẹ khác quan điểm chỗ mà dạy con. Mẹ thì mẹ thương cháu, không dám la. Mẹ cứ để nó lớn đi, chừng nào lớn thì dạy. Em thì thích dạy con từ nhỏ. Thì sao không tâm sự nói với mẹ? Cũng có nói nhưng mà buồn thì cũng buồn. Tôi thì tôi phái là con dâu cũng như là bô lô ba la vậy đó. Tôi cái miệng tôi cũng nói tối ngày lắm, giỡn người hết khác vậy đó. Là cũng như là mẹ chồng với con dâu là cũng như đã mình biết. Hay là mà nếu con dâu mà cãi lại là tôi khóc. Tôi cái mạng tôi vậy á. Có nói lần nào chưa? Có. Tôi thì tôi hơi buồn tại tôi cưng. Thì tôi buồn ấy, tôi nằm mấy tôi khóc. Tôi nói không biết nó có thương mình không. Mình thương con quá mà con không biết nó có thương không. Chuyện nó nhỏ quá trời luôn mà. Có bao giờ mà hai mẹ con nằm ngủ chung với nhau hay là đi chơi chung với nhau, chở đi nhau tâm sự này kia gì không? Có á, cũng có khi nó chở tôi đi làm móng cẳng móng tay đâu đó. Mình tâm sự với dâu, coi như mẹ ruột con ruột đi. Nàng dâu vậy chủ động nói chuyện với mẹ đi. Thân nhiều hơn. Nhưng mà có bao giờ mẹ chị làm cho chị một cái hành động gì đó mà chị xúc động mà chị nhớ hoài không? Dạ có, sinh đứa đầu tiên á. Mẹ nuôi trong bệnh viện, đau bụng lắm. Cái... mẹ nói ráng đi con, mẹ mà chịu đau được tới con á là mẹ gánh giùm con. Mà cái này á, mẹ gánh không có được. Mẹ gánh không có được. Cảm ơn mẹ lúc đó lắm. Mẹ chồng rất thương nàng dâu, không muốn làm dâu đâu. Nàng dâu cũng rất thương mẹ chồng, cũng muốn nói chuyện với mẹ chồng. Nhưng có cái là hai người không nói chuyện với nhau. Thành ra giữa cái sự kết nối á, nó không có nhiều đúng không cô? Thì cái chuyện gì cần thì nói. Cần nói còn cần thì thôi. Còn cần thì thôi. Nói chuyện nhiều hơn nữa. Ngày nào cũng quan tâm với mẹ, mẹ sao vậy mẹ? Sáng nay mẹ cần gì không? Tối về con mới về nè mẹ, sáng về chuyện nhà có gì không? Cô dâu nên chủ động nhiều hơn chút xíu nữa. Tôi rất muốn như vậy đó. Rất muốn thấy chưa? Chúng ta cố gắng cái sự kết nối nó chặt hơn nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem coi con trai của cô nói điều gì nha. Là
con cũng cảm ơn mẹ nhiều lắm. Vì thời gian qua mẹ cố gắng cho gia đình rất nhiều, con cũng thương mẹ lắm. Mà bình thường ở nhà thì con không nói được, nhân dịp chương trình này con mới dám nói. Còn về vợ, cố gắng chia sẻ với mẹ nhiều hơn để hiểu nhau hơn và có thể giải quyết được vấn đề tốt hơn. Và anh cũng cảm ơn vợ. Trong thời gian qua thì lúc mà mình cưới nhau thì vợ cũng cố gắng vì gia đình rất nhiều, cũng hy sinh bản thân rất nhiều. Anh cũng cảm ơn vợ nhiều lắm. Tôi thấy con tôi nó nói vậy tôi cũng vui lắm, tôi mừng trong bụng dữ lắm. Cũng vui chứ hả? hồi đó giờ ở nhà thì nó cũng không có tâm sự, nó cũng không nói con thương mẹ hay là mẹ cực hay sao, nó cũng không nghe nó thăng thẳng nữa. Rồi bữa nay bắt đầu mới nhờ chương trình này mới nghe con tôi nó thú lộ á. Rồi bây giờ thì cô có muốn con dâu cô thay đổi gì không? Bây giờ cái ý của mẹ thì muốn con cũng như là mẹ con mình. Thôi vậy nói qua nói lại bô lô la như người, chú Quyền Linh nói. Hai người đứng lên nói chuyện nhau. Ô, nhìn nhau nói nè, hình như mắc cỡ. Mẹ muốn cũng như là từ đời về sau vậy đó, thì con như có chuyện gì thì con nói với mẹ, và mẹ có chuyện gì mẹ cũng nói với con. Tại mẹ muốn vậy chứ nói chung con cũng không có làm cái gì cho mẹ buồn hết á. Con cũng cảm ơn mẹ nhiều lắm. Mẹ già rồi mà mẹ giữ hai đứa con là con phải rất là cảm ơn mẹ. Nhưng mà con muốn mẹ ở nhà giữ con, la coi nó, la dạy dỗ nó tốt hơn. Con hứa với mẹ là sau này đó con sẽ quan tâm, tâm sự với mẹ nhiều hơn nữa. Cảm ơn con. Có chuyện gì thì mẹ cũng bàn với con, mẹ con mình tâm sự với nhau rồi. Ở nhà tại có hai mẹ con hả? Vậy vậy nè, hôm nào có điều kiện ha, mình tính ngày tính giờ ha, lên đây mình tổ chức vài bàn và mặc áo cô dâu chú rể ha, xong rồi cái mình giới thiệu ra mắt cô dâu chú rể với hai đứa con. Linh lo được không? Không có tiền sao vậy chú? Lo được không? Đấy. Được. Cái mình mặc áo cô dâu chú rể này, hai chồng lên cái tôi Lê Lộc làm MC luôn được không? Được, được vui ha. Cảm ơn mấy mình tham gia chương trình vợ chồng son cũng được đó. Cũng được mà. Hai vợ chồng lên ngồi mặc áo cưới với nhau luôn. Cho nó đăng ký vợ chồng son đi, khỏi làm đăng ký cũng được. Vậy tôi cũng mừng nè. Rồi vậy tôi được thấy, luôn. Tôi thấy cô dâu chú dễ à, tôi mừng cho con tôi à, con trai tôi. Vậy ha. Nó cũng thiệt thòi, không có được làm đám cưới gì. Muốn sao cũng được chứ. Tùy gia đình quyết định nha. Dạ, vậy chương trình về cắt khúc đầu nha. Không có cắt, để luôn sao chứ. Giờ gửi tặng cho cô với lại gia đình một kỷ niệm ha. Nhớ hai mẹ chồng với thằng dâu nói chuyện nhiều hơn nữa. Nói bu lô bu loa giống như nãy cô nói đó. Tôi thấy à, mẹ chồng thằng dâu tại ra chợ cái sập con dâu vô vậy nè, vô nách này nó nói mẹ mua này mua kia, tôi ước con dâu tôi nó đi như vậy đó. Mà đều nhiều khi con dâu cái tánh nó khác, nó không chịu làm vậy. Rồi vậy dễ thương. Thoát liền em, thoát liền con lắm. Thoát liền, nói đi. Tôi bỏ con với mẹ đi chợ. Đó, được chưa? Dạ vậy đó. Tôi là Mai Thị Ngọc Hà. Năm nay 54 tuổi. Hiện tôi là phó giám đốc ngân hàng của BIDV tại Campuchia. Nhà ở Tân Phú. Đây là con dâu. Dạ, chào chú ạ, chào chị. Dạ, chào quý vị khán giả. Em tên là Đặng Thị Thị Dung, năm nay em 27 tuổi. Em đang làm tại BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn. Em làm dâu của mẹ cũng được 4 năm rồi. Tôi hai mẹ chồng đều làm ngân hàng hết đúng không? Vậy là cùng một nghề, hiểu nhau quá rồi. Mình có em bé chưa chị? Dạ có một bé chị. Cái lần đầu tiên mà cô gặp con dâu của mình đó, cô cảm nhận như thế nào? Trước khi gặp con dâu chưa có cảm nhận gì con dâu, thì là con trai tôi đã cung cấp thông tin rồi. Là nó sinh là ngày thứ bảy, nó đưa về nhà ăn cơm. Thì tối thứ sáu nó chạy vô. Mẹ hỏi gì? Con nói nè. Hỏi gì? Dung không có lành làm bếp lắm á. Nếu có về đây có gì á, mẹ từ từ mới dạy, mẹ đừng có la nha. Rồi là trong đầu là hiểu rồi. Hiểu là bếp núc là không có được giỏi lắm. Là hình dung trước là con dâu về chuyện đó rồi. Cái bữa về thì ấn tượng đầu tiên thì cũng phải ấn tượng. Nhưng khi qua nhìn tiếp xúc cái hôm bữa ăn cơm á, thì thấy cô bé thì ít nói quá, mặt hơi buồn, và trông có vẻ hồi đó nó cũng ốm hơn bây giờ, ốm yếu, thấy có vẻ không mấy khỏe mạnh.
trong lòng Lâm cũng lo lo, nhưng mà thôi, nó nói cũng mới vừa quen cũng chưa tính gì về nhà chơi cho biết thì chắc nghĩ là để coi rồi sao tính sao. Với chị thì ấn tượng đối với mẹ chồng là như thế nào? Dạ, em thì em tính em nhát lắm, nên lúc mà em về thì em thấy mẹ em cũng sợ, tại mẹ dữ, em nhìn mặt mẹ mà dữ. Lúc đó em về bố mẹ cũng không có bắt chuyện, giống như là hỏi em là ba mẹ em làm gì, hay là bố mẹ cũng bình thường không hỏi gì em hết, nên em cũng không trả lời hết. Vô em chỉ chào một cái rồi em ngồi mang cơm xong rồi đi rửa chén vậy thôi à. Mình sao mình không chủ động mình bắt chuyện này kia, hỏi thăm này kia? Dạ, tại tính của em xưa giờ là nó giống thiệt thà lắm, nhưng mà không có biết kiếm chuyện để nói gì hết. Hơi nhát đúng không? Dạ. Khi mà về cưới về rồi á thì hai mẹ con có hợp với nhau không? Dạ, mẹ ít ở nhà lắm, mẹ ở làm bên Campuchia á, nên chỉ thứ bảy chủ nhật mẹ mới về thôi. Mà mẹ thích nấu ăn nữa, nên mẹ về là mẹ chỉ đi chợ nấu cơm. Còn em á thì em không có biết nấu ăn, chỉ phụ lắc nhặt lặt vặt thôi à. Nhưng mà em cũng không, cứ cuộc sống nó cứ bận rộn như vậy á, cũng không có thời gian nói chuyện với nhau, nên em mẹ ít khi nói chuyện với nhau lắm. Có giờ đi chơi chung với nhau không? Dạ, đi thì cũng đi đông với chồng rồi với em nữa. Nhưng thì mẹ cũng, mẹ có nhiều niềm vui lắm. Ra đường là mẹ thích chụp hình, mẹ thích đăng Facebook. Thế em có vô like Facebook của mẹ không? Dạ không. Trời ơi, mẹ chồng mà không like Facebook nữa. Nó có Facebook đó. Không có tương tác đó, nhưng mà không có like đúng không? À, nó ít like, tôi like nó à. Tôi like nó hả? Tôi like nó. Ủa sao vậy em? Dạ, tại tính của em á thì em thích những gì nó bình thường, nó tự nhiên thôi. Còn ví dụ có đăng Facebook thì lâu lâu mình thấy cái nào nó hay hay là nó đặc biệt thì mình đăng thôi. Còn mẹ là cái gì mẹ cũng đăng hết á. Thì có gì cũng like, đâu có gì mất gì đâu. Mà nhiều khi mở Facebook lên lướt một thằng thấy mẹ đăng thôi mà mình thấy mà nhiều khi giống mẹ làm phiền cái trang Facebook của em vậy đó. Trời ơi. Ví dụ như mẹ em đăng sinh nhật trên Facebook á, em có like không? Dạ không, em không có thói quen like Facebook. Bạn bè hay là ai đăng Facebook em chỉ lướt em coi thôi à. Em có bao giờ em không chúc mừng sinh nhật mẹ không? Có không? Dạ không có chúc. Không có chúc luôn. Nghe 4 năm rồi, có lần gần đây nhất là 4 tháng 10 sinh nhật tôi nè. Tôi về thì nó kêu chúc mừng sinh nhật bà nội đi con. Trời sao ơi, sao mừng quá cho mừng, mừng luôn. Quá mừng luôn. Mà ý là nói chúc mừng sinh nhật bà nội đi con đó nha, chứ phải gì mà nói là con chúc mừng sinh nhật mẹ là còn mừng hơn nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Cái chuyện mà chúc mừng sinh nhật mẹ đó không nói được, là cái đó là hình như là em khép kín quá đó. Dạ, tại vì từ nhỏ lớn sống gia đình của em thì cũng không có thói quen đó. Ba mẹ của em cũng không có quen chúc mừng sinh nhật, tới sinh nhật con cái ba mẹ của em cũng bình thường thôi, nên từ nhỏ lớn em đã sống như vậy rồi. Ủa, nhưng mà đối với chồng em có lãng mạn, có chúc sinh nhật, có like kiểu này kia không? Dạ không. Cũng không luôn. Đối với bạn bè cũng vậy luôn? Dạ có, tôi thấy có. Bỏ thấy chưa, chứ là có like luôn đúng không? Trời ơi, không, cái này thật sự á nên cải thiện đi, cái này cũng dễ mà, nó cũng không phải là cái gì khó lắm. Chúng ta cải thiện về một chút về ngoại giao đó, về giao tiếp á, để chúng ta cảm giác là mọi người thấy mình thân thiện hơn thôi. Chứ thật sự một cái like đó nó không là cái gì hết trơn, không khó như mình trơn á. Một cái lời chúc đó, ví dụ như nói thiệt nha, ví dụ anh nè, anh mà lên Facebook mà thấy không quen biết gì mà tới ngày sinh nhật người ta thôi, anh mở ra thấy sinh nhật hả, ok chúc một câu, nhưng người ta cảm giác rất là hạnh phúc. Mặc dù đôi khi người ta nói sống ảo, nhưng mà cái đó là thể hiện của sự quan tâm với cộng đồng, với xã hội, với người thân, với mọi người xung quanh. Chính ra là mẹ rất là thương con dâu, mà con dâu lại hời hợt với mẹ. Quá đúng luôn. Tôi thì tôi có hai đứa con trai, không có con gái, nên tôi thương con gái. Thì tôi, hồi mới đầu á, thấy nó ít nói, rồi nó cũng không có giỏi giang nữ công gia chánh, thì không như là mình mong muốn á, thì cũng hơi buồn buồn. Nhưng mà sau này thấy con mình thương, mà nó thương con mình, thành ra giờ tôi cũng thương nó như con gái đó. Tôi dẫn nó đi sắm đồ trang điểm. Tôi trong mấy cái đức tính của con dâu là tôi thích nhất cái tính của nó là không đua đòi xe xua, nó ăn mặc rất là giản dị bình thường, rồi cuộc sống là chừng mực tiết kiệm. Mà nó cũng không biết trang điểm, phải dẫn nó đi mua đồ trang điểm, để lúc đi làm á, vô cơ quan làm tôi phải dẫn nó đi siêu thị mua bộ đồ trang điểm, đi làm cũng phải sáng sủa với người ta. Để nhưng mà có một cái nhược điểm là ăn nói không khéo, nên trả lời hơi cục ngỗng, nên mà nếu ai không biết tính á
thì cũng dễ giận. Nhưng mà sau này tôi biết rồi, nên từ đó giờ giữa tôi nó không có cái gì mà giận lớn. Với thứ hai nữa là tôi cũng không đặt con trai tôi nằm giữa với tôi với nó. Nhưng mà cũng có một cái chuyện là tôi không có con gái, nó sinh ra con cháu nội là con gái, tôi thương lắm. Thì tôi đi ít có ở nhà. Thì kỳ đó nó cũng có được mấy tháng thôi. Tôi nhớ là thứ sáu đó là tới kỳ là nó đi khám định kỳ để sẽ có cân đồ này nọ. Thành ra là chiều thứ sáu tôi về thì cũng 9-10 giờ mới tới. Thế là tôi nghĩ là buổi sáng nó đi khám định kỳ rồi, tới 11 giờ tôi ngồi tôi canh nha, tôi cũng lo thương. Tôi gọi điện 11 giờ chắc khám về. Điện, con ơi con, con sống lâu tháng này lên cân được nhiêu ký con? Mẹ hỏi chi vậy? Chiều mẹ về mẹ cũng biết mà. Nghe buồn lâu hơi tôi nín cái nó cúp máy. Năm cúp máy tôi cũng cúp máy. Tới bữa đó tôi đặt xe rồi tôi nói không về nữa, nghe buồn, không về. Tôi về tôi nói với thằng con Út là không về nữa. Cái tôi nhớ hơi tôi tính không về, tôi nhớ lại là thứ bảy đó là có hẹn tới khám bệnh, chắc không phải về. Tôi đi về, tôi không về nhà. Tôi vô tôi thuê khách sạn, tôi ngủ, thuê khách sạn. Xong rồi tôi điện cho thằng con trai Út, thằng nhỏ là đi lấy cái bệnh án của tôi lại. Rạng sáng nó chở tôi đi bệnh viện Bình Dân khám xong tôi lên xe tôi về Campuchia luôn. Và cái điều đó cho tới bây giờ tôi mới nói nó biết. Là cái lần đó tôi ở khách sạn về nhà nó không biết có biết luôn hả? Không, bây giờ mới nói. Nhưng mà tại sao là em lại nói với mẹ chồng câu đó? Dạ bữa đó là thật ra là chưa có đi khám. Mà nếu mà nói với mẹ là chưa có đi á thì thế nào mẹ cũng canh cứ tiếng hộ mẹ gọi, tiếng hộ mẹ gọi nữa à. Mà em buổi tối thì em chăm nó em mệt rồi, nên sáng á thì mới ngủ được chút xíu thôi là mẹ đã gọi rồi. Nhưng mà lúc mà nói với mẹ xong á thì cũng có suy nghĩ lại. Lúc đó là cũng có nhắn tin xin lỗi mẹ rồi, mà cũng không thấy mẹ trả lời lại gì hết á. Nhưng mà lỡ vậy rồi cũng không biết sao nữa, nên thôi để vậy luôn. Để tối mẹ về rồi nói, mà cuối cùng tối mẹ đâu có về đâu. Chị, tại vì nếu mà mẹ chị đi làm gì liên tục như vậy thì khi mà chị sinh em bé là ai phụ chị chăm sóc? Dạ, cái tháng đầu tiên mà em còn nằm á thì mẹ em lên, mẹ ruột của em lên. Thì khi mà vết thương em vừa lành á thì lúc đó không còn ai phụ hết á, mẹ về rồi. Thì có một mình em à, em cứ lay hoay với con em thôi. Nhưng mà em mới biết được mà mẹ của em sau khi chăm em á thì nằm bệnh viện hết 2 tháng. Sao vậy? Thì lúc đó là bị tràn dịch phổi á chị, do thức đêm chăm nhiều quá đó. Cái lúc đó mẹ chồng em cũng về nhà. Thì ngay bữa đó em vô thăm mẹ em, cái mẹ chồng em rút 500 ngàn ra kêu em là đi mua vô mua gì cho mẹ. Mà mẹ chỉ nói câu đó thôi. Mấy lần sau mẹ về mẹ cũng không hỏi là mẹ con đỡ chưa hay là ra viện chưa. Mẹ cũng không có gọi điện hỏi thăm mẹ em, mà cũng không có vô thăm mẹ em một ngày nào hết á. Lúc đó em cảm giác như là mẹ chồng em chỉ thương con, thương cháu của mẹ thôi, chứ mẹ cũng không coi em là con, mà cũng không có coi gia đình em ra cái gì hết á. Nên thật ra là em cũng buồn. Cô nói nhưng bữa con dâu á là sinh thì tôi sinh nghỉ 2 tuần. Thì lúc đó là sinh xong là nó ở nhà tôi, không về nhà mẹ, tại nhà mẹ xa quá, ở trên Bình Phước. Thì bà Xui, chị Xui á, chị có xuống, chị xuống cùng tôi. Thì tôi chị xuống là tới ở tới tháng, còn tôi thì ở được hai, nghỉ đi làm mà nghỉ 2 tuần là nhiều rồi chứ bộ. Lúc đầy tháng tôi về tôi làm đầy tháng cho cháu xong thì tôi qua, rồi chị cũng chào đi về. Thì bữa tôi về chắc có lẽ là tôi nghe không rõ, chứ thật sự là tôi làm cơ quan, tôi làm công đoàn mà tôi phụ trách từ thiện nữa, thì có tôi không thể nào mà tôi đối xử với Xui gia mình vậy đâu. Chị Xui tôi có cái bệnh là bệnh tim, chỉ mổ cách đây mấy chục năm để cái van tim nhân tạo rồi. Thì thỉnh thoảng chị hay xuống nằm, chị tái khám gì, chị bổ sung cái gì. Thì kỳ đó nó nói không rõ, tôi tưởng là chị đi thăm khám bình thường như lâu nay, chị không biết là chị cấp cứu. Thành ra tôi cũng bận, thì tôi nói nhờ nó vô thăm giùm. Mấy chục năm cuộc đời tôi sống thì không thể nào tôi đối xử Xui gia đúng vậy rồi. Đâu đó mẹ em giải thích công vậy đoàn mấy chục năm mà. Dạ đúng rồi, mẹ chồng nói vậy em hiểu chưa? Dạ thật ra thì chuyện đó cũng lâu rồi, mà từ khi em sanh em bé á, thì cái giai đoạn mà chăm em bé á, thì lúc đó tính tình em cọc cằn thiệt, nhiều thứ em cũng thấy em quá đáng.
Nhưng mà thật ra là cái độ kiềm chế lúc đó nó không có được như bình thường nữa. Nên lúc đó nói chuyện cọc cằn với mẹ, nói chung là bất cứ những người xung quanh khác em đều cọc cằn như vậy á. Nhưng mà bây giờ con em cũng lớn rồi, nên em cũng thấy là từ khi em sanh em bé xong á thì mẹ với bố cũng thương em nhiều hơn. Nên bây giờ thì em cũng không có để bụng những cái gọi là không quan tâm nữa. Bây giờ thì em hãy xem chồng em nói điều gì nha. Kể từ lúc lấy vợ về á, hai mẹ con cũng ít có cơ hội gần gũi nhau. Tại mẹ cũng hay đi công tác nước ngoài từ lúc hai đứa mình chưa có cưới. Chỉ có khoảng 1-2 tháng thì mẹ về một lần, nên cơ hội tiếp xúc nó cũng ít. Mẹ với vợ thì hai tính người nào cũng nóng á, cũng mỗi người nói một kiểu, nên cũng không ai hiểu ai. Tuy là không có xích mích gì to nhưng mà không khí nó cũng không được gọi là vui vẻ cho lắm. Mong muốn mẹ bớt làm lại một tí, bớt suy nghĩ nhiều một tí cho nó khỏe. Tại mẹ cũng nhiều bệnh tiểu đường, huyết áp. Rồi muốn vợ thay đổi là vợ thông cảm cho mẹ một xíu. Mẹ cũng lớn tuổi rồi, bớt nóng tính lại, vợ cũng bớt nóng tính lại, nghĩ cho mẹ xíu, chiều mẹ xíu. Điều gì thì cũng là mẹ. Rồi để khi nào, đến khi mà mẹ về hưu luôn á, mẹ cũng sắp về hưu rồi, thì hai mẹ con sẽ có nhiều thời gian hơn để gần gũi và tìm hiểu. Rồi lúc đó có thể là hai người sẽ dần dần hòa hợp với nhau hơn. Bây giờ thì em cũng quen quá tính mẹ rồi, cũng không có cũng muốn thay đổi gì hết á. Bây giờ thì mẹ về hưu thì mẹ chỉ lo cho mẹ thôi, lo sức khỏe của mẹ, ăn ngủ cho đúng giờ. Rồi mẹ rảnh thì mẹ nấu cơm cho tụi con về tụi con ăn. Hồi đó giờ á, nó về nó làm dâu, tôi chưa từng ăn bữa cơm nào cho nó nấu. Tại vì tôi hay đi, nhưng mà tôi đi thì thôi, nó tự nhà nó nấu. Mà tôi về là tôi nấu, rồi tụi nó xúm lại ăn. Ăn xong rồi nó giữ con, tôi rửa chén. Bây giờ tôi về hưu, tôi lại đi nấu cơm. Trời dễ thương quá. Hôm nay là một ngày cũng rất là bất ngờ với Hồ Linh, nhiều việc ha. Một cô gái sống khép kín, một cô gái sống theo cách của mình suy nghĩ, cũng rất thật, cũng rất chân tình. Nhưng mà cũng phải xem lại một chút xíu. Thông qua câu chuyện ngày hôm nay thì cô muốn con dâu của mình như thế nào? Tôi chỉ muốn là con dâu á, giờ nó sống cởi mở hơn một chút. Để năm sau tôi về hưu rồi thì không đi làm nữa, nhà buồn lắm. Mà con dâu nín thinh nữa chắc tôi buồn tôi chết luôn á. Thành ra muốn con dâu cởi mở hơn một xíu, quan tâm tôi một xíu, tại giờ về hưu hay tủ thân lắm nha. Thôi con dâu nói gì với mẹ đi, hứa với mẹ đi. Mẹ cố gắng là quan tâm mẹ nhiều hơn. Thiệt là tình nó đúng á. Câu chuyện ngày hôm nay nói vậy cho vui thôi, chứ nếu như nó xảy ra nhiều lần như thế, nhiều cái sự vô tình đó, nhiều cái sự hững hờ đó, đôi khi nó tạo ra một cái hiệu quả không có tốt đâu. Những cái lời mà mẹ nói á thì em nhớ đi nha, thay đổi chút xíu, cởi mở hơn, bởi mẹ là con người rất tình cảm đó. Rồi cảm ơn gia đình, một kỷ niệm gửi tặng cho gia đình, mong rằng gia đình sẽ có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Mẹ con tôi xin cảm ơn MC Quyền Linh, Lê Lộc, cảm ơn chương trình, cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi.